biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru man mát êm như sáo diều giặt giờ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ. Mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội reo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quan thân một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên. Cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền. Gần 100 năm suốt cuộc đời, mừng mẹ vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua giờ phút mẹ lâm bệnh, mẹ đã mau chân biến cuộc đời. Con tưởng mẹ chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa rất chim bao. Mẹ ơi, mẹ đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ mẹ, nhớ lại những năm xưa, như tuổi thanh xuân mới độ nào. Mẹ dạy chúng con và các cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Nhớ lại trong mẹ bao kỷ niệm, lúc ngồi ru cháu giọng êm êm, lúc ngồi khâu áo nheo đôi mắt, lúc đợi trăng lên ở trước thềm.
còn đâu tâm sự nữa mẹ ơi. Vĩnh biệt chúng con có mấy lời, ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nuôi. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay đến ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thống thiết, chân thành con viết khóc trong thơ. Kể cả những cái hôm nay tự tay mình làm ra, những cái mai sau mỗi chúng ta để lại cho đời hoa tươi trái ngọt, cuộc sống ấm êm hạnh phúc hôm nay đều của mẹ ban cho con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ của chúng con là một người dịu hiền và đôn hậu. Vóc dáng của mẹ mới đẹp làm sao. Một chặng đường dài mất 3/4 thế kỷ đã để lại cho con cháu những niềm tự hào cao như chính núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn vậy. Ôi thiêng liêng quá, cao đẹp quá, các con về bên mẹ, các cháu về bên bà, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con cháu sẵn có trong lòng. Mẹ ơi, mẹ có nhớ không, trong suốt chặng đường dài mẹ đã qua, chất chồng những vui buồn chăn trở, mẹ vẫn thường nhắc chúng con trong những lời ru chiều hè. Có cơm, có áo hôm nay, đừng quên gian khổ những ngày đã qua. Cuộc đời bão táp mưa xa, hai sương một nắng, mẹ đã thấm sâu. Chúng con xin cảm ơn mẹ. Mẹ đã chịu nhiều cay đắng để có ngày nay. Chúng con được sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Mẹ ơi, chúng con đã khôn lớn và càng thấm thía hơn vì thấy mẹ tóc đã bạc, chân đã chậm. Mẹ ơi, chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng giá, một nách cả đàn con mẹ vất vả tảo tần, góp gom từng hạt gạo ngọn rau để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn mẹ đã cho chúng con thực sự thành người. Mẹ ơi, mỗi năm một tuổi qua đi, mái đầu trắng tuyết bước đi lưng còng. Mẹ ơi, con tạc trong lòng gian truân vất vả, mẹ không xá gì. Mẹ ơi, cuộc đời mẹ hai vai gánh nặng gió sương và thời gian như đã cướp đi da thịt của mẹ. Phải chăng cả bao nỗi gian truân vất vả của đời mẹ đã được sâu lại kết thành chuỗi cường, để đến hôm nay chúng con được lần lại từng hạt mới thấy hết giá trị đích thực. Mẹ ơi, ngày nào tóc mẹ còn xanh, xanh như nhánh cỏ, như nhành hoa tươi, mà nay đã bạc phơ rồi, đôi mắt mẹ cười rạng rỡ lòng con. Trong khó khăn kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý khách xa gần cùng toàn thể nhân dân, gia đình và trong họ tang thuyến chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ bà Vũ Thị Đơ, tên thường gọi cụ Phạm Thị Dưỡng, sinh năm Quý Hợi 1922, nguyên quán xóm 4 xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, chủ quán xóm 1 thôn Yên Bình, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Lộc. Sau một thời gian lâm bệnh, cụ đã được gia đình, con cháu hết lòng săn sóc, phụng dưỡng thuốc thang, được các bác sĩ tận tình cứu chữa, được anh em
họ hàng nội ngoại, bồng bàn thân tình, các gia đình thông gia, nhân gia, bà con khu xóm, ân cần đồng viên thăm hỏi. Song dân niên cao, sức yếu, bệnh chồng, nay cụ đã được Phật tổ tiếp rước về Tây phương Cực Lạc, an giấc ngàn thu. Cụ đã thanh thản từ xã khói đời, từ biệt gia đình, con cháu anh em họ hàng, thanh thản ra đi theo gót tổ tiên vào hồi 1:35 ngày 24/3/2018, nhằm ngày 8/2 năm Mậu Tuất. Cụ từ trần tại gia đình, hưởng đại thọ 97 tuổi. Chương trình lễ tang của bà Vũ Thị Đơ, tức cụ Phạm Thị Dưỡng, được gia đình và trong họ thống nhất cử hành trọng thể theo nghi thức truyền thống của địa phương vào buổi chiều ngày hôm nay 25/3/2018, nhằm ngày 9/2 năm Mậu Tuất, từ 15:00 đến 16:00, gia đình và trong họ tang quyến được hoan hỷ cung đón sự hiện diện của chư tôn thiền đức và quý vị đạo hữu Phật tử chốn tổ chùa Yên Bình, tổ đình Thái Bình, sẽ hoan hỷ quang lâm trở về trước tang phòng, chia sẻ nỗi niềm cùng gia hiếu, lập đàn tràng niêm hương bạch Phật, nhất cú nhất kề để cầu nguyện vãng sinh, kỳ nguyện cho hương linh kiều huyền thất tổ, kỳ nguyện cho hương linh của bà Vũ Thị Mỹ Đa được siêu đăng Phật quốc, cầu cho gia đình con cháu được các bảo bình an. Đồng thời từ 15:10 chiều ngày hôm nay, ban hộ niệm cùng gia hiếu trọng thể cung rước nhục thân cụ nhập kim quan theo nghi thức tẩm liệm truyền thống. Từ 16:00 đến 16:30 chiều nay, đoàn đại biểu các cụ, các ông đại diện cho ban khánh tiết và nhân dân giáp Nam Cường, xóm 1, xã Yên Lộc sẽ trở về trước tang phòng thể theo phong tục tang hiếu truyền thống của địa phương, cử hành chương tế lập phục để phát tang cho các con cháu chắc cùng anh em họ hàng nội ngoại của cụ. Chương trình lễ viếng được cử hành trọng thể từ 16:30 đến 22:00 cùng ngày và nối tiếp sang buổi sáng ngày mai 26/3/2018, nhằm ngày 10/2 âm lịch, lễ viếng từ 6:00 đến 7:00 và từ 7:00 sáng mai, đoàn đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cán bộ và nhân dân xóm 1 xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn cùng quý vị, quý khách hội đoàn gần xa sẽ trọng thể về trước tang phòng tổ chức lễ truy điệu. Sau lễ truy điệu của buổi sáng ngày mai, linh cứu cụ được cung rước về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Chương trình lễ tang của bà Vũ Thị Đơ, tức cụ Phạm Thị Dưỡng, được gia đình và trong họ tang quyến thống nhất cử hành trọng thể như trên. Thay lời ban tổ chức lễ tang, xin trân trọng kính báo thay mặt gia đình và trong họ tang quyến thừa Trọng Nam, Phạm Văn Hổ, dâu trưởng Phạm Thị Thiền cùng ban tang lễ xin trân trọng kính báo. Trong họ kính thưa toàn thể các vị, bà cụ Nguyễn Thị Đơ, sinh thời Vũ Thị Đơ, sinh thời là một người Phật tử của chốn tổ chùa Yên Bình,
Hôm nay bà cụ 250 mãn Phật quên trần quy ẩn tổ tiên theo lẽ vô thường. Lời Đức Thế Tôn dạy, hữu sinh ắt hữu tử, vô thường, vô ngã và khổ không. Cụ Nguyễn Du cụ dạy là nhân sinh bách tuế vi kỷ. Bác Hồ vĩ đại của chúng ta nói rằng nhân sinh thất thập cổ nay nghi, xưa nay hiếm có. Cụ Vũ Thị Đơ đã sống và cầu nguyện cho con, cho cháu 97 mùa xuân ở thế gian này. Hôm nay cụ là một người mẹ, người bà, người cụ và người thân trong họ mất đi. Đó là một sự tổn thất lớn lao đối với gia đình nhà Hiếu và trong họ. Chúng tôi thay mặt cho Đức Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Chủ Chốn Tổ Yên Bình và Chư Tăng Chốn Tổ Yên Bình và toàn thể Phật tử Chốn Tổ Yên Bình kính cẩn nghiêm mình trước mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, kính cẩn nghiêm mình trước vong linh bà cụ. Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà thùy từ tiếp dẫn các vong linh và cụ được vãng sinh, đồng thời cũng kỳ nguyện cho gia quyến được các bảo bình an. Chúng ta mới đón một mùa xuân năm Mậu Tuất vừa mới thấm thoát thoi đưa, thì than ôi cơn gió vô thường, người mẹ hiền đức động và mẫu mực không còn nữa. Theo đúng lời cụ Nguyễn Du dạy trong cái bài Ai Điếu đó, có nghĩa rằng kiếp phù sinh như bảo như ảnh, có chữ rằng sinh ký tử quy. Đó chính là cái lời mở đầu cho cái bài Ai Vang Ai Khóc và Điếu Văn ngoài kia. Và chính nữa là cụ lại dạy ở về cuối câu đúc kết, cụ dạy rằng than ôi núi rĩ mập mù đau lòng con trẻ lắm mẹ ơi. Có nghĩa rằng ấy, cụ nói rằng sinh đi, lời Đức Thế Tôn dạy sinh là giả, chết đến là về. Về đâu? Chúng ta chỉ một mực là cầu về thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Vì Đức Phật A Di Đà là cha lành trong bốn loài, ngài luôn luôn ngài tiếp dẫn cho vong linh của những người đã mất đi, và ngài cũng thùy từ ngài phóng hào quang để bảo hộ cho con cháu, cho tất cả chúng ta ở dân gian này. Còn được nhờ cái uy lực của chư Phật được khỏe mạnh, đó là cụ bảo rằng sinh ký, sinh là giả, tử quy ấy là vậy, về thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Và cụ dạy rằng núi rĩ mập mù đau lòng con trẻ lắm mẹ ơi, vì rằng ấy cái tình mẫu tử tình thân nó rộng rãi bao la vô cùng, không thể nào mình lấy cái gì mình đong đời được cái tình mẫu tử đâu, không bao giờ có. Hôm nay gia quyến thân quyến thiết lễ trai viên để cầu mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng cầu nguyện Đức Phật A Di Đà thùy từ phóng học hào quang để tiếp dẫn cho vong linh cụ. Vì cụ Nguyễn Du cụ dạy là mất là thể xác, còn là tinh anh. Mất là cái thể xác cụ mất thôi, còn tinh anh đó chính là vong linh, chân linh, hương linh, vong hồn và linh hồn, không bao giờ cụ mai một, vẫn còn với chúng ta. Đó cho nên là cầu nguyện cái ý thức của cụ để cầu về thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, hướng cảnh giới an lạc trong chính pháp của Đức Như Lai là Mô A Di Đà Phật. Nhã tam kinh đệ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Nhã tam kinh đệ thập phương pháp giới thường trụ giới hoàng định hướng tư tuệ hướng giải thoát, giải thoát chi kiến hướng quang minh vân đại biến pháp giới phổ. Hãy subscribe.
thiết cùng với nhà tâm linh nè thả quang má tới thần chủ tâm ông ngã kim vô vị tứ ân nam hiểu các giới chung sinh đơn nguyện đoàn trừ tam chướng quy mệnh sám hối. Vãng sinh tịnh độ
tường. Hôn tử Phạm Thị Thiện, Phạm Thị Hòa, Mai Thị Vân, Trần Thị Loan, Trần Thị Năm. Nữ tử Phạm Thị Ngọ, Phạm Thị Thắng, Phạm Thị Hằng, Phạm Thị Đào. Tế tử Linh Xuân Anh, Nguyễn Văn Phụng, Chúng Tôn, Phạm Văn Hưng, Phạm Xuân Trường, Phạm Văn Việt, Phạm Văn Huy, Phạm Thị Na, Phạm Thị Lan Nhi, Phạm Na Thị Yến, Phạm Thị Hiền, Xuất Đồng Tộc Gia Phương Môn Quyến Ư Đảng. Tức ngay tức nhập ngưỡng can chân hữu phủ tán vi thành nhân cần tự xương phổ vi chính tiên cố tổ mẫu phạm môn chính thất thời thụ sinh hoàng kỳ vi kiểu thật thất tuế đại hàn ư kiêm vị phu tiên tổ tiên phạm gia tiên tổ vũ gia tiên tổ cao cao chi tổ khảo cao cao chi tổ thì hiện to khảo hiện to thì ba thúc huynh đệ bất bằng tiên mạt hạt miễn siêu lăng do thị kim nguyệt ngạt nhật tu thiết hướng hoa kim ngân lễ vật thịnh cung phu trần a nam mô minh giáo chủ bổn tôn địa tạng vương bồ tát liên tọa công a cung vọng hồng từ tự quy phạt đoan nguyện chúng sinh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm tự quy pháp đoan nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải tự quy tăng đoan nguyện chúng sinh thống đi đại chúng nhất thiết vô ngại Hòa Nam Thánh Trung Nguyện Di Thử Công Đức Phổ Cập Phử Nhất Thiên Ngã Đồng Cử Chúng Sinh Lai Cộng. À, Di Đà Phật, kính thưa phong linh cụ, kính thưa gia đình nhà hiếu và trong họ, kính thưa toàn thể các vị quan lễ kỳ siêu cho bà cụ đến đây đã được viên mãn. Một lần nữa xin chia sẻ tình đau thương mất mát to lớn của nhà hiếu. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho vong linh và cổ vãng sinh, đồng thời kỳ nguyện cho gia quyến được khắc bảo bình an. A Di Đà Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức cùng quý vị đạo hữu Phật tử chốn tổ chùa Yên Bình, tổ đình Thái Bình. Hôm nay gia đình và trong họ tang quyến chúng con có cụ bà Vũ Thị Mỹ Đơ, pháp danh Vi Phật hiệu Dược Mai Chân Linh 250, Sa Bà Báo Mãn Quyền Tổ Tiên, ăn mày hồng ân tam bảo, ăn mày công đức của thập phương chư tăng, tiền nhật tiền thời gia đình hiếu viên có lời kiện tình chư tôn đức tăng và quý vị đạo hữu Phật tử chốn tổ chùa Yên Bình để cảm thỉnh chư vị trở về trước căn phòng tổ chức thời khóa cầu siêu. Được lời hứa khả của chư vị trong buổi chiều ngày hôm nay, gia đình và trong họ tang quyến chúng con được hoan hỷ cung đón chư tăng và quý vị đạo hữu Phật tử chốn tổ chùa Yên Bình, tổ đình Thái Bình hoan hỷ bớt chút thời gian vàng ngọc quang lâm chân tích về tới chốn gia chung chia sẻ đấu điểm cùng gia đình và trong họ tang quyến lập đàn tràng niêm hương bạch Phật nhất cú nhất kể để cầu nguyện cho hương linh cửu huyền thất tổ kỳ nguyện cho hương linh của bà chúng con được siêu năng Phật quốc cầu cho gia đình con cháu được các bảo bình an và giờ này thời khóa cầu siêu được thực hành thập phần chu viên hoàn mãn ban tổ chức lễ tang thành kính thay lời gia đình và trong họ tang quyến đỉnh lễ tri ân công đức bày tỏ tấm lòng cảm ơn sâu sắc tới chư tăng và quý vị Phật tử chốn tổ chùa Yên Bình cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức pháp thể khang an tuệ năng thường chiếu Phật sự viên thành ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý liệt vị được thân khỏe tâm an vạn sự cát tường
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Các Đại Chứng Minh. Xin mời con cháu phục vụ ra trước tăng phòng để đón đoàn đại biểu. Nhân dân giáp Nam Cường, xóm 1, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn nhận được lời cáo thỉnh của gia đình trong họ Ta Thuyến, bản giáp trở về trước phòng tang, chia sẻ thân yêu nỗi niềm cùng gia hiếu và tổ chức một tuần trương tế lập phục để phát tang cho các con, cháu, chắc cùng anh em họ hàng nội ngoại của cụ bà Vũ Thị Đơ. Để chuẩn bị bước vào chương tế, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho giáp Nam Cường xóm 1, thôn Yên Bình, xã Yên Lộc có phẩm lễ kính viếng trước hương linh cụ.
sông hoa xa hỏi tổ nghĩa Việt Nam quê hương máu tuất niên nghĩa nguyện sơ cửu nhật Ninh Bình tỉnh Kim Sơn huyện Yên Mạc xã Yên Bình thôn thừa cảm tôn Phạm Long Giang cô ai tử Phạm Văn Hổ Phạm Văn Mạnh Phạm Văn Dũng Phạm Văn Cường Hôn Tử Phạm Thị Thiện Phạm Thị Hoài Mai Thị Vân Trần Thị Loan Trần Thị Năm Nữ Tử Phạm Thị Ngọ Phạm Thị Thắng Phạm Thị Hằng Phạm Thị Trời Tế Tử Ninh Xuân Ánh Nguyễn Văn Phụng Nổi tôn Phạm Văn Việt Xuất vào tập Đưa ngôn quyến đảng Nam nữ tử tôn Cổ liêu anh quốc Chi tẩm minh cốc phục về cố tổ mẫu phạm môn chính thân vũ thị uy đơ cho nên nguyên bản sẽ nhớ thế hải hạ vũ mẫu bất nhiên nhà huyết chọn tây tuyết xa sầu chờ thời sao kéo cơn nhất đây thì bao đã công khổ nao cũng dồn lắng lẻ dâng lên trước ngàn nhiều
kính bái hương linh cụ, kính thưa gia đình Tam Quyến, kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân về dự buổi lễ tang của cụ. Nhận được tin cụ 250 bán trần an nghỉ về nơi vĩnh hằng, hôm nay đội quân hàng cựu chiến binh xã Quang Thiện về phục vụ tang lễ của cụ. Cụ là thân mẫu của chị Ánh Hằng, là thành viên của đội quân nhạc. Đội quân nhạc về trước linh sàng của cụ để thắp nén tâm hương kính viếng hương hồn cụ. Xin kính cẩn nghiêng mình trước hương linh cụ và có lời phân ưu chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình hiếu chủ. Đội quân nhạc xin được cử hành những bản nhạc bài kèn để tiễn biệt và tiễn đưa cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin kính chúc cụ an giấc ngàn thu. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, công lao sinh thành, hướng dục, nuôi dạy các con, các cháu của những bậc làm cha, làm mẹ là hết sức lớn lao và không thể có gì sánh được, để thể hiện tình cảm và tình thương tiếc vô hạn của các con, các cháu đối với cụ. Và cũng để mở đầu cho chương trình lễ viếng của đoàn, sau đây đội quân nhạc xin được cử hành bản nhạc kèn Lòng Mẹ, xin được bắt đầu.
lễ viếng của đoàn đến đây kết thúc. Sau đây, đoàn quân nhạc xin được tiếp tục trở về vị trí để phục vụ buổi tang lễ của cụ. Xin cảm ơn. Bao la vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng,
mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Cặp sách đến trường, nào thấu được tình yêu thương của mẹ. Con ngây ngô vui đùa vô tư quá, riêng mẹ một mình ân tạo tháng ngày qua. Chén cơm nóng ấp ủ từ tấm lòng, miếng canh ngon đắng cay từ nước mắt. Khi con đau lòng mẹ như dao cắt, khi con ốm mẹ lo lắng khôn nguôi. Còn đâu nữa bóng mẹ giờ xa khuất, giữa đời mênh mông lặng lẽ dáng hình con. Còn đâu nữa đêm sáng dưới trăng tròn, chợt thèm hơi ấm tình mẹ thuở còn thơ. Còn đâu nữa mắt hiền giờ đã khép, chỉ còn nơi đây sương gió suốt đời con. Còn đâu nữa câu hát ru êm đềm, chợt thèm hơi ấm lòng mẹ thuở còn thơ. Chén cơm nóng ấp ủ từ tấm lòng, miếng canh ngon đắng cay từ nước mắt. Khi con đau lòng mẹ như dao cắt, khi con ốm mẹ lo lắng khôn nguôi. Còn đâu nữa bóng mẹ giờ xa khuất,
giữa đời mênh mông lặng lẽ dáng hình con. Còn đâu nữa đêm sáng dưới trăng tròn, chợt thèm hơi ấm tình mẹ thuở còn thơ. Còn đâu nữa mắt hiền giờ đã khép, chỉ còn nơi đây sương gió suốt đời con. Còn đâu nữa câu hát ru êm đềm, chợt thèm hơi ấm lòng mẹ thuở còn thơ. Còn đâu nữa giữa cuộc đời giống bão, biết tìm nơi nào một bóng dáng mẹ yêu. Còn đâu nữa bao tháng năm êm đềm, chợt thèm hơi ấm tình mẹ thuở còn thơ. Chợt thèm hai tiếng mẹ ơi, mẹ. Lời Phật dạy: Này các tỳ kheo, sữa mạt các ngươi uống của mẹ trong vô lượng kiếp còn nhiều hơn biển cả. Và từng giọt sữa nuôi con là mẹ đã rút ra từng giọt máu của một bà mẹ ẵm con trú trong hầm nứt, một mảnh bơm rơi làm mẹ đứt tiệm bàn tay. Còn đứa trẻ kia bị thương chỉ còn hơi thở mong, người ta vội xúm lại mong cứu mạng người mẹ đau thương. Miệng mẹ cứ gào hãy cứu con tôi, cứ mặc kệ tôi. Lúc đó đứa bé nằm bên cũng vừa trúng là ta đẹp hoặc tài năng. Mẹ thì không, con giàu xấu xí cũng thương, thương sâu đậm như ngầm nghĩ là do lỗi mẹ. Mẹ ơi, ngôn ngữ trần gian là tôi rách, đừng sao đầy dẫu có câu
Công cha như núi Thái Sơn là một hình tượng uy nghiêm cao xa vời vời. Cha cũng góp phần không nhỏ nuôi dạy con điều khôn dạy nấy, mực cầm cân khiến tình cha con xa cách khó xa. Dạng lao đôi khi bực bội, sự cao gắt cha mang về con lén bỏ ra xa, rồi để lòng nướng tựa thủ thị chuyện vui buồn. Thái thái bà mẹ đóng vai bà tiên hiền nhiều, tội thân cha cảnh bà tiên hiền gia thành lá sắt. Bà tiên càng hiền bao nhiêu cha càng thành một hung thần. Nhưng rằm tháng bảy không phải chỉ là ngày báo ân mẹ, còn có phần hiếu thảo dành để cho cha. Nên ngày Vu Lan ngoài bông hồng cài áo tượng trưng cho mẹ, nhiều nơi buộc thêm vải nơ để tỏ lòng thương nghĩ tới cha. Cha mất nơ trắng, cha còn nơ xanh, cha mẹ sống toàn cài hoa hồng nơ xanh. Mẹ cha đều mất thì cài hoa trắng nơ trắng, cha còn mẹ mất thì nở xanh hoa trắng, mẹ còn cha mất thì nở trắng hoa hồng. Mỗi người con nên để lòng trả hiếu mẹ cha, mà trả hiếu nên nhớ là không bao giờ đủ. Quái linh truyền lực thần, Phật tổ từ bi truyền chánh giáo, một liên thần khẩn cứu từ thân. Vu Lan hàng năm đã đến nhắc nhở cho ta, những người con Phật Thích Ca phải khắc ghi lòng hiếu thảo với cha mẹ mình. Người tại gia tập tành ăn chay để giữ cho lòng thánh ngay, mới nguyện cầu cho cha mẹ được bình. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua thì tuổi già mẹ thêm chồng chết, bao nỗi nhớ thương lòng mẹ đây quặn thắt, mà đứa con thơ biền biệt ngờ Oh,
hình ảnh đứa con thờ đã xa cách quê hương. Vì mẹ hiền là chỗ tựa nương, săn sóc để bồng cứu mang từ tâm bé. Đến bây giờ mẹ vẫn là điểm tựa của đời con, khuyên nhắc cho con trở thành người hữu ích. Thần của người Phật tử, con không thể làm gì ngoài hai chữ trường trai. Cứ mỗi buổi lên chùa tụng kinh nguyện cầu an, để hồi hướng phước lành cho con trẻ. Xin mẹ hiền đừng bận tâm lo lắng, con nguyện trong lòng luôn hiếu thảo với song thân. Không hết được ơn người sanh ta. Đêm trăng rằm, đêm trăng rằm sáng soi, chốn quê xưa có cha mẹ già, ngồi trong con về với nỗi lòng thiết tha. Vì mấy thu qua con trở lại thăm cha mẹ và nơi cố hương, nơi quê nhà. Có ai kể được công lao mẹ hiền? Mẹ ơi, chúng con cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con. 9 tháng 10 ngày mẹ chịu bao vất vả khó nhọc. Khi chào đời, các tiếng khóc đầu tiên, lời ru ngọt ngào đưa chúng con vào giấc ngủ, những giọt sữa đầu thơm ngát nuôi chúng con khôn lớn trưởng thành. Những lời thì thầm âu yếm là hành trang cho cuộc đời của chúng con. Giờ này đây mẹ khuất không còn, lệ thương nhớ tuôn trào nơi khóe mắt, lòng nghẹn ngào con nói tiếng biệt ly. Mượn tiếng ca kèn, ca bài lòng mẹ, đội quân nhạc cựu chiến binh xin được thành kính dâng lên.
Gia đình các con trai dâu gái lề, các cháu chắc nội ngoại thành lòng viết lên đôi lời chứng văn, ai vãn từ lời khóc mẫu thân. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức chủ trì chốn tổ chùa Yên Bình cùng đoàn nhạc hiếu được kính dâng lên trước linh sản cụ. Yeah.
mẫu tuất niên thánh nga cao hạ sẽ lành bóng nổi cơn gió mạnh trời rung con tim lạnh buốt não nồng mẹ đi nỗi nhớ không nào cùng sầu dạy con ăn học hành biết công biết việc nó lành ấm thân thân tình toa
kính mời quý hội. Xin phép được bắt đầu làm việc.
Kính thưa các quý vị, thay mặt cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Lộc, kính thưa các quý vị khách quý gần xa, thưa toàn thể nhân dân, giữa lúc toàn đảng và nhân dân xã nhà thiết thực phấn đấu các mục tiêu kinh tế, chính trị, an ninh xã hội để chào mừng 75 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khẩn trương gieo cấy vụ chiêm xuân đang chăm bón tỉa rằm bảo vệ lúa chiêm xuân năm 2018, thì một tin buồn đến với gia đình họ Hiếu và tất cả chúng ta. Cụ Vũ Thị Đơ sinh năm 1922, sinh quán xóm 4, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nơi thường trú xóm 1, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ đã được gia đình, con cháu, y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, cụ đã được làng xóm đến thăm hỏi động viên, song vì tuổi cao sức yếu, bệnh trọng nên cụ không qua khỏi. Cụ đã từ trần vào hồi 1 giờ 35 phút ngày 24 tháng 3 năm 2018, tức ngày 8 tháng 2 năm Mậu Tuất, cụ hưởng thọ 97 tuổi. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, lúc còn sống, cụ là người hiền lành, đức độ, thủy chung. Cụ là công dân gương mẫu xóm 1, là thành viên hợp tác xã nông nghiệp Nam Lộc. Cụ đã được nhân dân yêu quý kính trọng. Nay cụ tuổi cao, bệnh trọng, cụ đã từ trần về theo Thiên Tổ. Để tưởng nhớ tới cụ, vĩnh biệt cụ trước lúc cụ đi xa, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Lộc ra quyết định thành lập an tăng lễ cụ theo hình thức phong tục tập quán quy định của địa phương. Sau đây là danh sách các vị trong ban lễ tang. 1. Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, là trưởng ban. 2. Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Lâm nghiệp Nam Lộc, là phó ban. 3. Ông Nguyễn Văn Mão, Thông tin Văn hóa, là ủy viên. 4. Ông Hoàng Văn Phú, xóm trưởng, đội trưởng, là ủy viên. 5. Ông Nguyễn Duy Tiên, Bí thư chi bộ, là ủy viên. 6. Ông Trần Văn Cường, Phó Công an, xóm Phó Công an, là ủy viên. 7. Bà Trần Thị Ngoan, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi xóm 1, là ủy viên. 8. Bà Nã Thị Nhiễu, chi hội trưởng phụ nữ xóm 1, là ủy viên. 9. Ông Phạm Văn Bằng, đại diện gia đình họ Hiếu, là ủy viên. Về dự lễ tang cụ hôm nay còn có các đoàn đại biểu. Tôi xin trân trọng giới thiệu có các đoàn đại biểu. Đoàn đại biểu thay mặt cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Lộc. Đoàn đại biểu thay mặt cho Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Lộc. Đoàn đại biểu cán bộ và nhân dân xóm 1 xã Yên Lộc. Các đoàn đại biểu của các tổ chức chính trị trong xóm, trong xã. Các đoàn đại biểu thông gia, đồng ngũ, đồng môn có mối quan hệ với gia đình họ Hiếu. Các đoàn đại biểu anh em họ hàng nội ngoại gần xa, bà con trong xóm ngoài làng cùng có mặt đông đủ. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin công bố buổi lễ tang của cụ Vũ Thị Đơ ngày hôm nay được bắt đầu. Phần dâng hương hoa, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Lộc do ông Phạm Văn Phan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã là trưởng đoàn nên đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Cụ trước lớp cụ đi xa, xin kính mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Lộc do ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Hội đồng Quản trị là trưởng đoàn nên đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Thank you.
tác cụ Vĩnh Việt Cổ Thiêng Lớp Cổ Đi Xa. Xin kính mời đoàn dành phút vàng niệm. Phút vàng niệm bắt đầu. Chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho cán bộ và nhân dân xóm 1 xã Yên Lộc do ông Nguyễn Duy Tiên, bí thư chi bộ làm trưởng đoàn nên đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Ban tổ chức lễ tang xin cảm ơn đoàn đại biểu. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho chi hội người cao tuổi xóm 1 do bà Trần Thị Loan chi hội trưởng nên đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Cảm ơn đoàn đại biểu. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho chi hội phụ nữ số 1 xã Yên Lập do bà Hạ Thị Nhiễu chi hội trưởng là trưởng đoàn nên đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Để tưởng nhớ tới cụ và vĩnh biệt cụ trước mắt cụ đi xa, xin kính mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, về dự lễ tang của cụ ngày hôm nay còn có rất nhiều các đoàn đại biểu. Các đoàn đại biểu của các xóm trong xã, các đoàn đại biểu của các xã trong huyện, trong tỉnh, các đoàn đại biểu là anh em họ hàng, bạn bè, con cháu của cụ, các đoàn đại biểu ở miền Nam, ở các tỉnh xa có mối quan hệ với gia đình họ Hiếu. Do lịch sắp xếp thời gian tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương nên các đoàn đã tổ chức tuyến trước. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức lễ tang tôi xin cảm ơn tất cả các đoàn đại biểu. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Mạo, thông tin văn hóa xã nên đọc tiểu sử của cụ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Lộc. Kính thưa gia đình họ Hiếu. Kính thưa các vị đại biểu có mặt trên sân tang hôm nay. Giữa lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, xã nhà đang chỉ đạo đẩy mạnh cho công tác chăm sóc bảo vệ lúa chiêm xuân năm 2018 giành thắng lợi, thì một tin buồn báo đến cho tập thể xóm làng và gia đình họ Hiếu. Cụ Vũ Thị Đơ là hội viên hội người cao tuổi, là xã viên hợp tác xã nông nghiệp Nam Lộc, xã Yên Lộc, do tuổi cao sức yếu bệnh trọng, tuy đã được y bác sĩ cùng gia đình hết lòng chăm sóc cứu chữa bà con trong xóm ngoài làng đến thăm hỏi động viên, song cụ không qua khỏi. Cụ đã tinh thần vào hồi 1 giờ 35 phút ngày 24 tháng 3 năm 2018, tức là ngày 8 tháng 2 năm Mậu Tuất. Cụ hưởng thọ 97 tuổi. Với nghĩa cử cao đẹp, sống ăn ở cùng nhau, khi qua đời đưa đón chọn nghĩa viện tình. Vậy hôm nay tập thể ban tang lễ đến cùng gia đình họ Hiếu tổ chức lễ truy điệu cho cụ theo nghi thức địa phương. Cho phép tôi thay mặt cho ban tang lễ xin trân trọng gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất, và sau đây xin phép được tóm tắt tiểu sử của cụ. Kính thưa các vị, cụ Vũ Thị Đơ sinh năm 1922, sinh quán xóm 4 xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, trú quán xóm 1 xã Yên Lập, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cụ xuất thân từ một gia đình thuần túy, gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các quy định địa phương, góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương mới. Thưa các vị,
truyền thống ấy ngay từ khi cụ trưởng thành và gia lập gia thất, cũng là lúc đất nước đang phải sống dưới ách thống trị xâm chiếm của thực dân Pháp. Với tinh thần yêu nước và truyền thống gia đình, cụ đã cùng gia đình nhận nơi để đào hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng hoạt động để chống lại kẻ thù, luôn luôn đảm bảo an toàn bí mật, góp một phần vào công cuộc giải phóng dân tộc rồi hòa bình lập lại. Cụ vận động gia đình xung phong tham gia vào các phong trào của địa phương, gia nhập hợp tác xã nông nghiệp và trở thành người xã viên hợp tác xã tích cực. Với gần 100 năm sống và làm việc trên mảnh đất quê hương giàu lòng yêu nước, tuy cụ không tham gia vào các công cuộc kháng chiến trực tiếp, nhưng luôn luôn là công dân gương mẫu đóng góp đầy đủ nghĩa vụ của mình vào các phong trào cứu nước và xây dựng đất nước. Thưa các quý, đất nước hòa bình không được bao lâu thì lại phải nâng nguy bởi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Một nửa đất nước bị kẻ thù chia cắt, một nửa là nơi hậu phương vững chắc. Rồi lại đến cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc diễn ra gay go ác liệt. Lúc ấy, với tinh thần cả nước sục sôi, phong trào cứu nước vì độc lập dân tộc được kết thành sức mạnh, với lòng yêu nước, cụ đã động viên 4 người con trai của mình xung phong lên đường cùng với lớp lớp thanh niên cả nước, nói chung thanh niên xã nhà nói riêng, cầm súng lên đường tòng quân đi giết giặc và giữ vững chủ quyền của đất nước. Với tinh thần tất cả cho tiền tuyến vì miền Nam ruột thịt, một người con gái của cụ đã hăng hái tham gia vào thanh niên xung phong đi tải đạn, tải đạo phục vụ cho chiến trường đầy oanh liệt, góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các con của cụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về địa phương. Trong đó, cụ có 2 người con, một người con trai, một người con gái là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia nhiều lĩnh vực công tác khác. Với tập thể, cụ là người công dân, xã viên tích cực với xóm làng. Cụ là những người bạn thủy chung với gia đình, là người mẹ, là người bà, là người cụ, đầy trách nhiệm, thương yêu, đùm bọc và được con cháu họ hàng mến trọng. Thưa các vị, cụ Vũ Thị Đơ sinh hạ được 10 người con, 6 người con trai, 4 người con gái. Con của cụ đều đã yên bề gia thất và luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy ước, hương ước của địa phương. Vậy hôm nay, cụ mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn. Tập thể mất đi một công dân cần cù hăng say lao động sản xuất, xóm làng phải tiễn đưa một người bạn thủy chung, gia đình họ hiếu phải tiễn biệt một người thân, một người mẹ, một người bà, một người cụ hiền hòa đức độ. Vậy trước lúc đưa tiếp cụ ra nơi yên nghỉ cuối cùng, tôi đề nghị các vị đại biểu có mặt trên sân khấu, chúng ta dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Ban tổ chức xin cảm ơn ông. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Bằng, đại diện cho gia đình họ Hiếu nên có lời cảm tạ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Lập. Kính thưa quý vị đại biểu Ban quản lý hợp tác xã Lam Lộc. Kính thưa các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, ban ngành, nhân dân xóm 1. Kính thưa gia quyến, cụ là bà bác của chúng tôi.
không may lâm bệnh nguy hiểm đã được gia đình và tập thể hết lòng cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu không qua nổi, về với tiên tổ vào ngày mùng 8 tháng 2 năm âm lịch, hưởng thọ 97 tuổi. Trong lúc tăng gia bối rối, gia đình cũng không thể tránh nổi sai sót, cũng mong các quý vị, các vị đại biểu cũng tha thứ và thông cảm. Và sau khi đưa cụ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi được thay mặt cho gia đình nhà Hiếu kính mời các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể có người sân tang hôm nay về tại gia đình, mời chầu, mời nước để gia đình có lời cảm tạ. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, xin cảm ơn ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, buổi lễ tang của cụ Vũ Thị Đơ hôm nay đến đây đã kết thúc. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin được phép giao nhiệm vụ cho các bộ phận tổ chức đã được phân công tổ chức đưa linh cữu của cụ ra nơi yên nghỉ cuối cùng. Lưu ý trên đường đi hết sức thận trọng, đảm bảo chu đáo, tuyệt đối an toàn sau khi mọi công việc đã hoàn tất. Ai nấy tiếp tục các công việc khác của mình. Linh cữu của cụ được an táng tại nghĩa trang nhân dân làng Yên Bình, xã Yên Lộc. Sau đây tôi xin tuyên bố lễ đưa linh cữu của cụ ra nơi yên nghỉ cuối cùng ngày hôm nay được bắt đầu. Bao la vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ.
con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Thank you.
ân cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đồng. Núi cao biển rộng mênh mông, thù lao ai chứ khắc ghi trọn đời. Mẹ cha vì thế đất trời, phận làm con phải suốt đời kính tôn. Thiên kinh giảng quyền chỉ tôn, hiếu là hạnh Phật Thế Tôn dạy rằng. Khắp trong tất cả chúng sanh, Phật nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Khắp trong tất cả chúng sanh, Phật nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Thức thâu đêm mẹ may chiếc áo cho con, áo nào sơn dài lời ru theo tháng năm dài, từng lời ngọt ngào à ơi bên mái tranh đầy yêu thương, châm chím môi cười mẹ vui biết mấy con ơi. Canh tím rau dền mẹ tôi nuôi lớn khôn tôi, bé đọt mộng tới luộc rau mắm muối dưa cà, chiều chiều trên đồng đùa vui, bên nhánh sông bìm bìm kêu. Ngày thơ ấu đó bây giờ đã xa đời tôi, và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương. Buồn rồi buồn làm sao, thêm nghe tiếng khóc ban sơ, mai nó về áo con sờn dai. Có ai quay về mẹ khâu chiếc áo năm xưa, có ai quay về mẹ thấy mặt thần con. Kia bầu trời xa xăm nhắn con tôi giùm, về đây bên mái tranh xiêu, một mình mẹ quạnh hiu. Giờ đây mái tóc như mây canh cá đầy nỗi lòng nào dơi. Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi. Thank you.
canh tím rau dền. Mẹ tôi nuôi lớn không tôi, bé đọt mộng tới luộc rau mắm muối dưa cà. Chiều chiều trên đồng đùa vui, bên nhánh sông bìm bịp kêu. Ngày theo đó bây giờ đã xa đời tôi, và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương. Buồn rồi buồn làm sao, thêm nghe tiếng khóc ban sơ. Mai nó về áo còn sờn dai, có ai quay về mẹ khâu chiếc áo năm xưa. Có ai quay về cho mẹ thấy mặt thần con. Kia bầu trời xa xăm nhắn con tôi giùm, về đây bên mái canh xiêu. Một mình mẹ quạnh nhiều, giờ đây mái tóc như mây. Canh cá đầy nỗi lòng nào dơi, có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây. Nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi. Quê hương là mẹ ru thiết tha hôm nào, quê hương là con sông xanh xanh từng cây lúa. Quê hương là trăng thanh đùa vui liếu lo trên đồng. Quê hương làm sao quên, đi xa mà tôi nhớ dáng mẹ hiền yêu thương. Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi. Phật dạy: Này các tỳ kheo, sữa mạt các ngươi uống của mẹ trong vô lượng kiếp còn nhiều hơn biển cả. Và từng giọt sữa nuôi con là mẹ đã rút ra từng giọt máu của bà mẹ ẵm con trú trong hầm nứt. Một mảnh bơm rơi làm mẹ đứt tiền bàn tay. Còn đứa trẻ kia bị thương chỉ còn hơi thở mong. Người ta vội xúm lại mong cứu mạng người mẹ đau thương. Miệng mẹ cứ gào hãy cứu con tôi, cứ mặc kệ tôi. Lúc đó đứa bé nằm bên cũng vừa trúng tình chúng thủy, nhưng phải có điều
điều kiện là ta đẹp hoặc tài năng. Mẹ thì không, con giàu xấu xí cũng thương. Thương sâu đậm như ngầm nghĩ là do lỗi mẹ. Mẹ ơi, ngôn ngữ trần gian là tôi rách. Đừng sao đầy hai tiếng mẹ. Dẫu có câu công cha như núi Thái Sơn là một hình tượng uy nghiêm cao xa vời. Cha cũng góp phần không nhỏ nuôi dạy con điều khôn dạy nấy mực cầm cân khiến tình cha con xa cách khó xa. Giảng lao đôi khi bực bội, sự cao gắt cha mang về con lén bỏ ra xa, rồi để lòng nướng tựa thủ thỉ chuyện vui buồn. Thái thái bà mẹ đóng vai bà tiên hiền nhiều, tội thân cha cảnh bà tiên hiền gia thành lá sắt. Bà tiên càng hiền bao nhiêu cha càng thành một hung thần. Nhưng rằm tháng bảy không phải chỉ là ngày báo ân mẹ, còn có phần hiếu thảo dành để cho cha. Nên ngày Vu Lan ngoài bông hồng cài áo tượng trưng cho mẹ, nhiều nơi buộc thêm vải nơ để tỏ lòng thương nghĩ tới cha. Cha mất nơ trắng, cha còn nơ xanh. Cha mẹ sống toàn cài hoa hồng nơ xanh. Mẹ cha đều mất thì cài hoa trắng nơ. Lòng trả hiếu mẹ cha, mà trả hiếu nên nhớ là không bao giờ đủ. Tình cha mẹ cho con chứ không phải là dây mượn, nên không thể gọi là trả đủ hay gì. Đức cha lành mẹ sâu tờ biển, dù cho có nói cạn lời cũng không hết được ơn người sanh ta. Thăm cha mẹ già nơi cố hương, nơi quê nhà mẹ nhớ thương. Rằm tháng bảy năm nay con thấy lòng mình thêm nhiều sao xuyên.
con chưa về thăm được cha mẹ ở quê. Cha mẹ của con người đã già rồi, suốt cuộc đời hy sinh cho đàn con thơ dài, dù tuổi xế chiều vẫn chưa nổi niềm lo. Du lan đến cõi lòng con quạnh quẻ, bóng mẹ hiền như phản phất đâu đây, con nguyện cầu trên Đức Phật Thích Ca gia hộ cho cha mẹ con sống trong ánh đạo vàng. Phải xa cách với nhau, đó là lục tuần hoàng xưa nay. Con phải vâng lời thế tôn chỉ dạy nuôi nguồn đất một tiền liên về hành liễu du lan đồn. Tâm dân mùa du lan bao hiểu thương con thờ đang phải sống. Trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cụ lao muôn mòn cả chưa xong. Mẹ, mẹ hiền ơi, hiện giờ mẹ ở đây đâu? Con nghe tiếng con khẩn cầu, con cháy đen vào trời cầu linh hồn mẹ siêu thân. Bi bà xót xa lời dòng không tốt lên thành con. Mẹ hiền không còn nơi miền dương thế, những con đau rừng mẹ vẫn ở bên con, nhu quyền nhắn con bao điều làm con người phải tâm hiền lương. Con xin khắc ghi trong lòng suốt đời không bao giờ quên. Ngoài sân chiếc lá rơi rơi, khiến con ngắm mùi mẹ ơi. Xa rời bóng hình thân yêu có bây giờ, trở thành cho con. Dù răng tiêu tuyến
lòng con nghe đau.